Day 1. Mẫu gương thánh thiện của Đức Maria. Đức Maria là mẹ và là bà giáo. Mẹ nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể bay cao trên bước đường nên thánh. Lời mời gọi này đơn giản và dễ tiếp cận đối với mọi người. Sự khác biệt nằm ở nỗ lực trội vượt đến từ lòng tận hiến đích thực hoặc từ sự trao đổi tình yêu hiệu quả và đầy cảm xúc với Đức Maria, Đấng khuyến khích chúng ta không ngừng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo và thánh thiện nhất. Các thành viên của gia đình Salesian và các bạn trẻ rất thân mến, trong tuần cửu nhật kính Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, cha muốn tiết lộ cho anh chị em và các bạn trẻ một bí mật về sự thánh thiện, hay đúng hơn là bí mật của Đức Maria. Bí mật này không phải là một thứ không thể tiếp cận được hoặc dành riêng cho một số ít người được chọn. Đó là điều mà chúng ta có thể trải nghiệm trong những hoạt động hàng ngày, trong những điều bình thường hơn của cuộc sống. Đó là một món quà, một ân sủng mà chúng ta có thể xin trực tiếp với Chúa Thánh Thần và với chính mẹ Maria. Đúng vậy, Thiên Chúa muốn các bạn trở nên thánh thiện, đạt tới sự trọn đầy của cuộc sống, và Ngài mong các bạn được vinh quang bên cạnh Ngài trong đời sống vĩnh cửu. Sự thánh thiện không phải là đặc ân dành riêng cho một số ít người, mà là một lời kêu gọi phổ quát, một ơn gọi cho mỗi người chúng ta. Điều này có nghĩa là mọi suy nghĩ, lời nói, hành động, mọi đau khổ, mọi khát vọng đều phải hướng về Thiên Chúa. Không có lý do gì để sợ hãi. Nếu bạn để cho Thiên Chúa ngự trong bạn, tình yêu của Ngài sẽ biến đổi cuộc đời bạn thành một kiệt tác của sự thánh thiện. Con đường hướng tới sự thánh thiện được đánh dấu bởi tin mừng của Chúa Giêsu, Đấng kêu gọi chúng ta là sống khiêm nhường trong cõi lòng, cầu nguyện liên tục, từ bỏ chính mình, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đây không phải là những nỗ lực tự nguyện hay tự hoàn thiện bản thân, mà là việc đón nhận ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn và phó thác. Và để làm được điều này, điều cần thiết là phải tìm gặp được Đức Maria. Chính Đức Maria hướng dẫn chúng ta, đồng hành với chúng ta trên con đường thánh thiện này. Vì thế, các bạn thân mến, đừng sợ khao khát nên thánh, mở lòng các bạn trước ân sủng của Thiên Chúa. Hãy để mình được uốn nắn bởi lòng nhân hậu của Ngài và phó thác mình cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria phù hộ. Cầu mong tuần cửu nhật này là một khoảng thời gian suy tư sâu sắc và hoán cải chân thành, để chúng ta có thể bước đi vững vàng trên con đường nên thánh. Tên tôi là Teresita Ferretti. Tôi sinh ngày 9 tháng 8 năm 1939, tức là cách đây 84 năm. Tôi sinh ra ở đây, tại La Plata. Chúng ta đang ở trong nhà nguyện xinh đẹp Colegio Maria Auxiliadora của La Plata. Thật vui khi kể cho các bạn nghe về những giấc mơ của tôi. Tôi phải dẫn bạn đi trở về quá khứ nơi mọi chuyện bắt đầu. Đúng là Don Bosco đã mơ, và đó là giấc mơ tuyệt vời của Ngài. Những giấc mơ khác đã nảy sinh, nhưng có một đấng đã mơ trước Don Bosco. Đó chính là Thiên Chúa, và Ngài nghĩ đến mỗi người chúng ta trong mọi lúc. Khi tôi học lớp 4 vào năm 14 tuổi, tôi đã nói rằng tôi muốn trở thành giáo viên. Tôi đã học xong lớp 4 và lớp 5, rồi cuối cùng ở lại cộng đoàn Bernard, bởi vì ở đây đối với tôi là một chìa khóa của cuộc đời tôi. Tôi gặp Sir Beatrice Rodriguez, một người mà tôi rất yêu quý, người đã chăm sóc chúng tôi, đã cho chúng tôi lời khuyên về tương lai, và lời khuyên của Sir ấy vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Một ngày nọ, tôi nói tôi muốn giống như Sir. Ước mơ của tôi là được giống như Sir.
Sư ấy nói với tôi rằng, con có muốn trở thành một nữ tu không? Tôi nói tôi muốn giống sơ. Sau đó, sư ấy đã gọi cho mẹ tôi và nói với mẹ tôi về điều đó. Và mẹ tôi sau khi nghe sư nói rằng tôi muốn trở thành nữ tu còn đức mẹ phù hộ các giáo hữu, câu trả lời của mẹ tôi như sau. Tôi đang nói với bạn để tưởng nhớ bà. Bà nói với tôi rằng, mẹ không muốn khi con lớn lên con lại trách móc mẹ vì không hạnh phúc ở nhà. Nhưng mẹ nghĩ con sẽ quay trở về nhà sau một tháng nữa vì con không vâng lời những người bảo con phải làm cái này hay phải làm cái kia. Đó là những lời chia tay giữa tôi và mẹ diễn ra vào ngày 7 tháng 12 năm 1955. Những giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, nhưng trong khi còn là nữ tu con Đức Maria phù hộ các giáo hữu, tôi đã có một giấc mơ khác. Tôi cảm thấy linh đạo mà tôi muốn thực hiện không phù hợp với tôi lắm. Tôi không biết có phải vì tôi không cầu nguyện nhiều hay không. Tôi cũng cầu nguyện và tôi nói với Chúa rằng, Don Bosco nói làm việc là cầu nguyện. Tôi luôn làm việc chăm chỉ với lòng nhiệt thành và tình yêu, nhưng tôi biết rằng tôi đang gặp vấn đề về mặt thiêng liêng. Tôi nghĩ tôi đã thực hiện được giấc mơ khi Chúa đã cho tôi tiếp xúc với một người bạn tuyệt vời hiện vẫn còn sống. Người bạn đó đã nói với tôi về một linh đạo toàn diện bắt đầu từ những ước muốn, tình cảm và lời cầu nguyện. Và giấc mơ như thế ngày càng trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Tôi muốn làm tất cả mọi việc, đồng thời tôi cũng muốn tiến bộ về mặt thiêng liêng với tư cách là con của Đức Maria phù hộ các giáo hữu. Tôi có một tư duy khác về mặt thiêng liêng, đó là mọi thứ hữu hình đều có giá trị. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tách rời thể xác khỏi linh hồn. Người nào chia cách linh hồn và thân xác của mình thì tinh thần coi như bị bệnh hoàn toàn. Chính suy tư này đã giúp tôi khám phá ra rằng tôi đã trao cho Chúa điều tốt nhất mà tôi có thể làm được trên đời và tôi muốn tiếp tục trao nó cho Ngài cho đến cuối đời. Nếu không có Ngài thì tôi không có gì cả. Nếu không có Ngài, việc tôi bỏ lại mẹ một mình chẳng có ý nghĩa gì. Việc học hành chăm chỉ, những chuyến đi, các buổi tĩnh tâm, tình yêu đối với chính bản thân và giữa người với người cũng không còn ý nghĩa gì nếu không có Ngài. Tôi muốn nói rằng không biết liệu tôi có thể làm được tất cả những điều này nếu tôi không trao nụ hôn chung thủy đầu tiên cho Chúa hay không. 62 năm trước tôi đã khấn lần đầu tiên. Trước đó tôi phải trải qua một thời gian dài đào luyện. Điều đó thật khó khăn đối với tôi, nhưng dù sao tôi cũng sẽ chọn lại mà không nghi ngờ gì nữa, vì tôi rất vui khi được hiến dâng cả cuộc đời mình cho Chúa qua những người trẻ. Người trẻ rất dễ tiếp thu, nhiều hơn chúng nghĩ. Bạn sẽ chinh phục được chúng nếu bạn quan tâm đến chúng và yêu chúng. Chúng sẽ mở lòng với bạn như một bông hoa. Chúng sẽ mở rộng trái tim với bạn. Chúng nói với bạn mọi điều chúng nghĩ, mọi điều chúng cảm thấy, và sau đó chúng sẽ biết ơn bạn. Tôi rất biết ơn vì tôi đã học được nhiều điều từ bọn trẻ, thậm chí cả những ngôn từ riêng mà chúng sử dụng. Thỉnh thoảng tôi không hiểu chúng nói gì. Tôi hỏi chúng, cái gì vậy? Sau đó tôi có thể tiếp cận chúng, và điều này làm chúng ngạc nhiên. Và khi chúng ngạc nhiên, chúng sẽ muốn nói ra suy nghĩ của chúng. Đối với tôi, đó là một chiến lược tốt. Ngày hôm nay, ước mơ của tôi là trung thành cho đến cùng với Chúa Giêsu mà tôi đã hiến dâng cả cuộc đời mình. Phó thác cho Đức Maria. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ khôn ngoan và môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, trong sự thinh lặng của trái tim, mẹ được bao phủ bởi Chúa Thánh Thần. Mẹ đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa và mẹ đã sinh ra đấng cứu thế từ cung lòng của mẹ. Xin cho chúng con hiểu rằng, con đường thánh thiện là một lời kêu gọi phổ quát mà mọi người đều được mời gọi đáp lại. Xin hãy mở lòng chúng con ra để chúng con đón nhận ân sủng của Chúa, để suy nghĩ, động lực và hành động hàng ngày của chúng con đều hướng về Thiên Chúa. Amen.